Mình xin chào các bạn nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe nha. Hôm nay có ông họa sĩ đó các bạn. Ông họa sĩ ông đến nhà ông anh mình đây, ông họa mấy cái bức họa này. Giờ mình để mình quay các bạn xem nha các bạn. Mà giờ ông vẽ được mấy ái rồi mà mình chưa mình chưa có quay được. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. Nãy giờ tấu mà vẽ nữa nè anh. Vẽ cả đêm luôn anh. Tấu để sao thấy ngõ thấy ngõ. Đó các bạn, giờ ông vẽ được mấy bức ra rồi này. Mình giờ mình thấy ông vẽ mình chỉ quay nha các bạn. Ông vẽ anh ở đâu anh? Mỹ Yên đi. Mỹ Yên Tây Sơn mình Bình Định. Ông thử vẽ ra là ông ở Mỹ Yên nha các bạn. Mỹ Yên huyện Tây Sơn á, tỉnh Bình Định à. Giờ ông vẽ ra các bạn. Mới bước ra là vẽ được mấy tiếng rồi anh? Sáng giờ. Sáng giờ vẽ được nhiêu rồi anh? Sáng giờ. Bao giờ là vẽ sáng giờ là sáu bảy tiếng hồ rồi các bạn, được nhiêu đấy? Vẽ cũng lâu rồi ha. Lâu vậy? Lâu ha. Lâu ở đây chơi mới vừa ấy mà còn ngày mai còn muốn ngày mai nữa. Anh ở Mỹ Yên ở thôn thôn nào anh? Ở thôn Mỹ An. Mỹ An là ở dưới kia đó trên Vinh nữa quá anh. Tây Bình, xã Tây Bình. Tây Bình này. Tây Bình là có học cái bản năng cũ á, bây giờ nó kêu Tây Bình là Tây Bình Tây An ấy. Tây Bình là chỗ Mỹ Yên ấy. Em ở dưới chưa? Em ở trào thuộc Hòa Mỹ này vậy? Hòa Mỹ là gần nhà ấy. Hòa Mỹ rồi Dốc Ba. Dốc Ba nó nằm bên nhà bê độ hay là nhà một số? Đó, mình bê độ rồi đấy. Còn tôi dễ nhà bê độ giờ tí vô. Ha. Dạ, em ở đây. Đó các bạn, dễ nè. Dạ bây giờ đang cùng gió biết. Dạ bây giờ đang cùng gió không? Ông về còn chắc còn yếu yếu rồi chứ, còn lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ đó là ông bằng ba lại rồi ra con xui ra ông ra mà mấy nhà cái tôi nghĩ mà mấy cái chữ ra là chữ gì là chữ lớn lớn anh này. Bây giờ tôi nói luôn á. Cái bán này là bán tuần. Bán này, bán này. Bán đây rồi coi như là cái câu này là phúc như đông ấy càng phong đại. Phúc như đông ấy càng phong đại. Cái chữ lớn này, hai chữ lớn này. Dạ, hai chữ lớn là coi đồng đường. Đồng đường anh. Còn hai chữ lớn trên này là càng khôn. Càng khôn, đồng đường càng khôn, hai chữ lên kìa. Hai chữ lớn trên. Ý nghĩa là hai chữ chứ cái còn chữ nữa là phụng tiên. Càng con phụng tiên lòng đường lòng đường phụng tiên càng khôn. Giờ vẽ suốt đêm luôn, mai vẽ tiếp em. Tết dễ xem diện Tết. À, các bạn mình quay nên là anh dễ cho anh của mình là mấy bộ đồ thờ là dễ dọn bàn thờ ra đây hết đó, mình quay dễ mới bước ra đó, mình vẽ bức nữa mình quay tiếp các bạn xem nè. Anh này các bạn đang quê hay là dễ ba bức này các bạn, một bức này, hai bức này, ba bức này. Giờ ta mới
mới để sơ sơ các bạn chưa hình thành đâu em mà hình thành là nó ra là kín hết này mà trường đó về hình thành là cái bức thờ này gian nhà đỡ thờ này. Ba à, hai cái cột này hai cái cột này bây giờ cái xiềng này bạn lái xiềng này đó là vẽ ở ba bức thờ của cái bàn thờ này đây là cái tu thờ này bạn nó vẽ mấy bức thờ đó, vẽ xong rồi mình quay các bạn xem thấy đẹp không các bạn. Hai tết có mấy bụi mai ngon rồi. Còn tốt rồi các bạn. Chiên lạc. Chiên lạc của bên tét. Màu rồi dễ nó bay màu rồi vậy. Dài 30 năm luôn. Đúng không? Màu rồi mình dễ mấy chục năm mình như phai vậy nghe không bạn? Dẹp ra trong dẹp cái cục này cũng mấy chậu bông dạng thọ đây nhức nách luôn hả? Vừa mua mì tôm mà vừa mua hả? Bông tết này bông thọ đó mà trồng này ăn đâu rồi vườn trồng á các bạn ông thời diễn ở trong đó mình ra quá trồng bông trà tết mà bị sâu dễ mua anh em mà hả? Review sâu dễ mua luôn sâu dễ mua này các bạn tôi bu rồi anh nát lá hết rồi các bạn ơi sau vụ của anh làm sao cho nó hết làm sao cho nó hết các bạn dùng thuốc gì các bạn có kinh nghiệm các bạn thấy bây giờ vẽ gần xong rồi các bạn 50% rồi dự tính là ngày nay nữa như xong à. Dễ rất công phu các bạn dễ mấy bước đây là mấy ngày à các bạn đẹp không rất đẹp mèo rất sáng đẹp vò luôn dễ đó hồi xưa cũng đi học ngờ rồi đó anh ấy nên ấy giờ học là coi như dễ rồi ra dễ rồi chứ anh đâu cũng phải nên khiếu giờ không nên khiếu dễ cũng được rồi có nên khiếu là làm được à rồi nên khiếu mà rồi nên khiếu đây là mình cứ tự nghĩ trong đầu mình ra là mình dễ anh nó cũng học rồi cũng có mà dễ chứ có bài gì ơi lâu rồi là tao ngay nay mình đâu có nghĩ nghĩ gì nữa cứ giải làm là cứ giờ thuộc lèo mình làm nha cứ đâu rồi mà còn đây 42 năm người có ký nữa 42 năm người 42 năm người rồi các bạn không ít rồi ai đồ dễ này đỡ này bốc
nhiều đồ gì á mà. Bốn mươi hai lần vừa đẹp lắm bạn. Mất các bạn, 1, 2, 3 mình xin kết thúc video này các bạn. Bạn xem video đó, cho mình xin một like, một đăng ký nè các bạn. Cảm ơn các bạn xem video.